Trước tình trạng du lịch quá tải, bùng nổ dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ ngắn ngày gây ô nhiễm môi trường và đẩy giá nhà đất tăng cao, hàng nghìn người tuần hành ở Tenerife, đảo lớn và đông dân nhất thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, đã kêu gọi tạm thời hạn chế lượng khách du lịch. Dương Cao biểu ngữ, mọi người vẫn sống ở đây và chúng tôi không muốn thấy hòn đảo của mình chết. Hơn 50.000 người tham gia tuần hành ở Tenerife cho biết chính quyền cần thực hiện những thay đổi đối với ngành du lịch bởi lượng khách du lịch khổng lồ đến các đảo đang gây thiệt hại lớn về môi trường. Họ cho rằng đảo Tenerife là một hòn đảo nhỏ với nguồn tài nguyên hạn chế. Du lịch bùng nổ đã buộc giá thuê nhà tăng lên, khiến nhiều người dân địa phương không đủ khả năng mua hay thuê nhà giá rẻ. Hàng chục người phải sống trong lều và ô tô. Thậm chí một số người đã tuyệt thực trong tuần này để phản đối hai dự án phát triển khách sạn mới. Chính quyền quần đảo Canary cần phải ngay lập tức ngăn chặn mô hình du lịch thảm hại này, bởi nó đang tàn phá không gian thiên nhiên và điều đó chỉ gây cạn kiệt mọi tài nguyên và khiến nền kinh tế trở nên bấp bênh. Quần đảo Canary chỉ có giới hạn, diện tích của nó có giới hạn và sự kiên nhẫn của người dân cũng có giới hạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây. Chúng tôi cần bảo vệ vùng đất của chúng tôi, chấm dứt sự sụp đổ trên đảo do có quá nhiều người. Chúng tôi không thể đương đầu với tất cả những điều này, thật quá sức chịu đựng đối với một hòn đảo nhỏ như vậy. Chúng tôi cũng đấu tranh để có được nhà ở tươm tất và không phải trả tiền thuê nhà quá cao, ngay ở trên chính mảnh đất của mình. Một tổ chức địa phương cho biết, các hòn đảo ở đây đang sụp đổ về mặt xã hội và môi trường, dưới áp lực từ du lịch ồ ạt. Gần 34% dân số địa phương, tức là khoảng 800.000 nhân khẩu có nguy cơ nghèo đói và bị đặt ra ngoài lề xã hội. Du lịch quá tải cũng đang gây áp lực lên các dịch vụ y tế, quản lý chất thải, nguồn cung cấp nước và đa dạng sinh học. Một dự thảo luật dự kiến sẽ được thông qua trong năm nay nhằm thắt chặt các quy định về cho thuê ngắn hạn sau những khiếu nại của người dân vì giá nhà quá đắt đỏ. Theo dữ liệu chính thức, du khách nước ngoài đến quần đảo Canary, quần đảo có 2,2 triệu dân, đã đạt 13,9 triệu trong năm 2023, tăng 13,1% so với năm 2022.